Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đã nghe đến phát chán những cụm từ như là sao kê, nghệ sĩ làm từ thiện, nghệ sĩ quyên góp từ thiện, nghệ sĩ kêu gọi từ thiện, cho đến những cụm từ nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện. Từ thiện vốn là một nghĩa cử cao đẹp giữa người với người, tinh thần lá lành bọc lá rách. Nghệ sĩ làm từ thiện hiện nay rất là nhiều, từ diễn viên cho đến ca sĩ, MC đều chung tay làm từ thiện. Vậy đằng sau việc nghệ sĩ làm từ thiện, họ sẽ được gì và mất gì? Trước hết thì chúng ta hãy phân ra việc nghệ sĩ làm từ thiện có hai nhóm chính. Một là nhóm những nghệ sĩ tự bỏ tiền túi và ủng hộ những người khó khăn. Nhóm nghệ sĩ này thì tương đối ít trong thời buổi hiện nay. Nhóm thứ hai, phần lớn nghệ sĩ làm từ thiện hiện nay là họ sẽ kêu gọi từ thiện dựa trên danh tiếng của mình. Tất nhiên thì góp gió thì thành bão, từ những khán giả yêu thương họ quyên góp, cộng thêm phần tiền từ thiện tự bản thân họ bỏ ra. Số tiền từ thiện của những nghệ sĩ này rất là lớn. Qua những lần theo dõi nghệ sĩ làm từ thiện trong những năm gần đây, thì nhờ vào số tiền từ thiện của các nghệ sĩ đã giúp đỡ được rất nhiều gia đình khó khăn. Thiện nguyện là hoạt động ý nghĩa đã có rất nhiều thế hệ nghệ sĩ đã duy trì và làm tốt. Không riêng gì giới nghệ sĩ mà những mạnh thường quân, bất kỳ ai nếu có điều kiện, có khả năng thì họ cũng đều chung tay giúp đỡ. Những lần thiên tai, dịch bệnh là lúc sôi nổi nhất của hoạt động thiện nguyện. Nghệ sĩ làm từ thiện thì sẽ được gì? Trong trường hợp nghệ sĩ tự thân vận động, tự bỏ tiền túi mình ra làm từ thiện, đơn cử trong thời gian gần đây thì có diễn viên hài Việt Hương và Trong. Cái đầu tiên của nghệ sĩ này có được đó là sự yêu thương từ phía khán giả. Theo như nghệ sĩ Việt Hương công bố trên các trang mạng, cô không kêu gọi bất kỳ một đồng nào từ phía khán giả, từ mạnh thường quân, mà cô và chồng cùng với ekip đã dốc lòng dốc sức để giúp đỡ những người khó khăn bằng chính túi tiền của mình. Việt Hương cũng nói rằng cô sẽ làm từ thiện để khi nào không thể làm nữa thì xin phép ngưng. Đối với những nghệ sĩ kêu gọi quyên góp được ủng hộ rất nhiều trong thời gian vừa qua, phải kể đến Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên Công Vinh, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Đại Nghĩa, Quyền Linh, Lý Hải, Minh Hà, v.v. Những nghệ sĩ này đều là những người có chỗ đứng trong xã hội, trong giới showbiz. Không thể phủ nhận được khi việc những nghệ sĩ này công khai làm từ thiện, số lượng người hâm mộ tăng chóng mặt. Khán giả cũng yêu thương họ hơn, đồng nghĩa với việc họ đang được nhắc đến nhiều hơn như một hiệu ứng tốt. Nghệ sĩ có hình ảnh tốt, có lượng fan đông đảo, có nhiều hoạt động xã hội có ích cho cộng đồng, thì lẽ dĩ nhiên cachet cũng sẽ tăng. Thu nhập của các nghệ sĩ này nếu không kinh doanh riêng sẽ đến từ nhiều nguồn, chủ yếu trong đó đến từ cachet đi show, cachet đi dự sự kiện, làm gương mặt đại diện cho nhãn hàng và khoản thù lao từ những hợp đồng quảng cáo béo bở. Với những nghệ sĩ nổi tiếng như ngôi sao hạng A thì việc một hợp đồng quảng cáo có giá trị bạc tỷ là một chuyện bình thường. Và một nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam nhận vài hợp đồng quảng cáo tiền tỷ cũng là chuyện rất là bình thường. Trong mục này thì chúng ta không bàn đến những vụ lợi khác khi nghệ sĩ làm từ thiện. Chúng ta chỉ bàn về mặt tích cực khi nghệ sĩ làm từ thiện đã khiến cho danh tiếng của nghệ sĩ được củng cố, được biết đến nhiều hơn. Và nếu như nghệ sĩ không làm tốt việc từ thiện của mình, gây nên sự nghi ngờ từ việc từ thiện, thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các nghệ sĩ? Nghệ sĩ mất gì khi làm từ thiện? Nghệ sĩ làm từ thiện có thể mất gì trong chuyến thiện nguyện của mình? Từ mất ở đây, chúng ta chia thành hai vấn đề như sau. Cái mất đầu tiên, trong những đợt thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, nếu nghệ sĩ đến tận nơi để trao tặng tấm lòng của mình dành cho người dân, cái mất đầu tiên của họ chính là mất thời gian, sau đó là họ mất đi sức khỏe. Dẫu biết rằng nhìn thấy đồng bào của mình được ấm no hơn một chút, được an toàn hơn một chút, thì những nghệ sĩ đi từ thiện cũng cảm thấy những mất mát đó không đáng gì cả. Nhưng mà chúng ta là người ngoài, chỉ có thể nhìn một bức tranh tổng thể. Nếu đó là thần tượng của bạn, thì bạn có sót hay không? Sót chứ, nhìn những nghệ sĩ hạng A của showbiz Việt, sắn quần sắn áo, lội bì bõm giữa dòng nước. Thì mình là khán giả hâm mộ, ít nhiều mình cũng sẽ cảm thấy thương nhiều lắm. Cái mất thứ hai. Không nói thì ai cũng biết, nghệ sĩ làm từ thiện không minh bạch. Cái đầu tiên mất đi chính là lòng tin của khán giả. Chúng ta đã cùng bàn về việc nghệ sĩ được gì khi làm từ thiện. Và những cái được đó đến từ khán giả thì nếu họ không làm tốt, họ vẫn có thể mất đi mọi thứ có được từ khán giả. Đây chắc chắn là điều cả nghệ sĩ và khán giả đều không mong muốn. Với vị trí là khán giả, chẳng ai muốn mình bỏ tiền ra giúp đỡ đồng bào mà số tiền đấy lại không đến được với người cần cả. Không ai muốn lòng tin đặt sai chỗ, nhất là khi nghệ sĩ làm từ thiện là người mà mình cực kỳ yêu thích. Với vị trí nghệ sĩ kêu gọi từ thiện thì chẳng ai muốn mình mất đi những khán giả yêu thương, chẳng ai muốn phải đền những hợp đồng quảng cáo, hợp đồng đi sâu vì chẳng may có dấu hiệu lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện. Bạn còn nhớ đến scandal của Trấn Thành khi có tin đồn Trấn Thành dùng chất cấm hay không? Sự việc chưa ngã ngũ, chưa có thông tin xác thực Trấn Thành dùng ma túy hay không? Thì liên tục những nhãn hàng đã lăm le đến việc cắt hợp đồng quảng cáo,
và số tiền trấn thành và đền hợp đồng là con số cực kỳ lớn, từ chục tỷ đến trăm tỷ là một chuyện có thể xảy ra được. Từ những tin đồn không có căn cứ đã bị xử phạt nặng tay như thế, thì bạn nghĩ liệu việc nghệ sĩ kêu gọi từ thiện từ Mạnh Thường Quân và sử dụng số tiền đó không minh bạch thì hậu quả sẽ còn như thế nào nữa? Nghệ sĩ mất đi khán giả thì coi như sự nghiệp sụp đổ. Trên thế giới không thiếu những trường hợp nghệ sĩ sau một đêm trở nên trắng tay chỉ vì khán giả quay lưng. Lùm xùm nghệ sĩ làm từ thiện không chỉ xảy ra ở trong nước mà từ Chibit cho đến Hollywood đều đã từng chứng kiến rất nhiều lùm xùm nghệ sĩ làm từ thiện. Nhìn ra thế giới một chút, nếu bạn thường xuyên theo dõi phim ảnh, tin tức Chibit, chắc bạn sẽ biết đến lùm xùm làm từ thiện của nghệ sĩ nổi tiếng đình đám Hoa ngữ là Vương Nhất Bác. Mặc dù chưa tìm được bằng chứng về việc nghệ sĩ có ăn chặt tiền từ thiện hay không, nhưng mà ekip của Vương Nhất Bác đã bị tố là đi làm từ thiện để làm màu, để quay phim, chụp ảnh, đăng lên mạng nhằm đánh bóng tên tuổi. Tại Hollywood cũng từng tồn tại rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là Lady Gaga, Kanye West, Madonna, v.v. từng khiến công chúng hoài nghi về kêu gọi quyên góp từ thiện nhưng rồi sử dụng không hợp lý. Thậm chí cũng không công khai minh bạch các khoản chi khiến cho lùm xùm diễn ra một thời gian dài. Đối với Lady Gaga, ca sĩ nổi tiếng quản lý một quỹ từ thiện. Vào năm 2012, thì quỹ này tuyên bố kêu gọi được 2,5 triệu đô la và chỉ từ thiện 5.000 USD. Riêng chi phí pháp lý, phí tư vấn từ thiện, chi phí phát triển phương tiện truyền thông xã hội, hoạch định chiến lược, PR, các cuộc họp, sự kiện, v.v. của trong năm nay lên đến 1,85 triệu USD. Năm 2011, tờ Daily Mail đưa tin quỹ từ thiện giáo dục Success for Kids do Madonna làm chủ tịch do FBI điều tra vì có những hành động mờ ám và trái pháp luật. Và theo điều tra, thì Madonna đã lấy 3,8 triệu đô la từ tổng số tiền kêu gọi là 15 triệu đô la để xây dựng ngôi trường trị giá 15 triệu đô la cho nữ sinh ở Malawi. Và số tiền Madonna lấy được cô dùng để mua sắm xe ô tô, thuê nhân viên, thuê kiến trúc sư. Và quay trở lại với showbiz Việt, khoảng tháng 10 năm 2016, thì MC Phan Anh kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Trung, số tiền hàng chục tỷ đồng. Nhưng rồi không lâu sau đó thì vẫn lùm xùm Phan Anh ăn chặn tiền từ thiện, khiến cho danh tiếng của anh tới thời điểm này cũng gần như sụp đổ. Bây giờ thì khán giả nhắc đến tên Phan Anh và kèm theo đó là cụm từ bỏ túi tiền từ thiện hoặc là ăn chặn tiền từ thiện. Cho đến giờ phút này, những lùm xùm về nghệ sĩ làm từ thiện ở Việt Nam vẫn chưa có kết quả chính xác. Liệu rằng Trấn Thành có ăn chặn tiền từ thiện hay không? Hoài Linh có thực sự kêu gọi được 14 tỷ hay không? Lâm Vinh Hưng có quyên góp được 96 tỷ hay không? Chưa có cơ quan ngôn luận chính thức nào đưa ra công bố. Và khán giả bây giờ chỉ có hoài nghi, lo lắng và xăm soi từng tài liệu của nghệ sĩ đưa ra chỉ để tìm được sơ hở. Tất nhiên thì chẳng ai muốn nghệ sĩ ăn chặn tiền từ thiện cả. Chúng ta đều mong muốn những đồng tiền ấy sẽ đến được tay của những người khó khăn cho đúng với mục đích từ thiện của nó. Nhưng mà khán giả hoàn toàn có quyền nghi ngờ về số tiền của mình đã sử dụng như thế nào. Và nghệ sĩ cần phải minh bạch tất cả mọi khoản thu chi, dù chỉ là vài trăm nghìn cho đến vài tỷ đồng. Việc minh bạch từ thiện, cái thứ nhất để củng cố lòng tin của khán giả. Cái thứ hai, để không xấu hổ với những người đang từng ngày chờ được từ thiện giữa lúc khó khăn. Cái thứ ba, để không tự xấu hổ với lòng của mình. Ở Việt Nam thì có rất nhiều nghệ sĩ làm từ thiện rất tốt, minh bạch tiền từ thiện của Mạnh Thường Quân như là Lý Hải, Minh Hà, Đại Nghĩa, Quyền Linh, v.v. Nghệ sĩ làm từ thiện đừng để cụm từ này trở nên xấu xí trong mắt của công chúng khi hết lần này đến lần khác làm khán giả hoang mang. Vậy bạn nghĩ gì về nghệ sĩ làm từ thiện? Bạn nghĩ sao về cách làm từ thiện của nghệ sĩ hiện nay? Sao kê hay là không sao kê? Có ăn chặn hay là không ăn chặn? Bạn sẽ nghiêng về bên nào? Hãy cho blog giải trí biết suy nghĩ của bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất của blog giải trí nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.